Trở lại với những thông tin thời tiết, ngày hôm nay thì hoàn lưu bão số 5 đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ chưa vậy chị Việt Hà? Dạ vâng, phải đến đêm nay thì một số nơi ở Bắc Bộ mới có mưa. Còn trong ngày hôm nay thì các khu vực ở Lạng Sơn, Hạ Long hay Hải Phòng dự báo là chỉ nhiều mây và trời tương đối mát với nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 28 độ. Còn với các nơi khác ở Đông Bắc Bộ thì phải đến chiều tối và đêm trời mới chuyển mưa. Trong ngày thời tiết tạnh giáo và có nắng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên Phủ, Sơn La trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn với miền Trung thì dự báo Thanh Hóa đến Phan Thiết chỉ có mưa dông về chiều và đêm. Còn với Nha Trang, Phan Thiết thì trời không mưa và có nắng cả ngày. Nhiệt độ toàn vùng dao động từ 30 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên thì dự báo trời sẽ có nắng từ sáng đến khoảng 2-3 giờ chiều. Nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và Gia Nghĩa từ 23 đến 31 độ. Chiều tối và tối khả năng sẽ có mưa dông rải rác. Với khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ có mưa muộn vào chiều tối nên trưa nay trời khá nóng. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi dao động từ 32 đến 34 độ. Riêng tại Biên Hòa và Thủ Dầu Một thì sẽ có nắng nóng 35 độ. Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà với những dự báo chi tiết vừa rồi.